bóng bất sĩ truyền trường trong lòng. Hey! Cờ hồng tung bay chúng xa, ta đem binh hùng xuất nga. Bình dưng trường xa vì không quốc cầm xuôi khi tai nghe tiếng kêu hồi hồn đức quyền đem em trai ra dũng bồi cho nước non. Thân ta dọc ngang giữa trường xa lòng ta chắc ngày đi tư sắc tay muốn con ở trên sông dù cho xa thân nơi xa trường có xa. Cao cờ trong quân tranh giang tiếng quân quân hành động luôn thần cung trong gian khó đã không mặc nhìn ta quyết chiến trường sầm tập năm mang chiến công về nông sông nơi non ký trời hao hồ quân sĩ trong mã hỡi tất cả các bạn đang xem, tất cả hãy nhìn về đội ngũ chờ đợi của ta mà xuống trận. Lượt dặm băng nhà cục chỗ thổ thương ta hàng lặng tóc soi chân đi nhớ xa trường nghiệp tình quân ta tàn bạo.
sao đâu xa ai đồng bao đất quên thì lướt mây ngàn theo gió lùa thật đưa đi ra tầng đồng qua lá thì quên quên hơi đã ba năm mơ dài đời ai quan sâu quay về đời chốn gia tràng để mẫu thơ đuôn xuôi lệ mong mong chờ vào trong cái mà cô nàng đấy thì nhà mấy bạn nhà thôi được cô nàng cái nhập xoay đồ trên tóc lên hai gia tiên nữ thay đầu ra mắt thượng quan kính chúc thượng quan phúc như đông hải ta khá mi lễ cho nàng dạ bữa này nàng kia nàng đi đâu mà bụi mờ trong lớp thân độc hành đi nữ trái qua hỏi địa chỉ nàng có phân tố cùng ta hà nhân thanh hà cơ hà sử và cho thượng quan có lời thông hỏi với tình nữ xin được phép trên vốn thuyết lai và bẩm thượng quan xuống mấy năm qua tôi chẳng thù hải đồng quan chưa bị hải đồng cách đây à để thân mình bồi đắp gian xa bà quân đi lỗi tìm người à có nghe qua những lời nàng phân cành khiến lòng ta cũng chẳng thấy tốt đời ta thương cho ai bằng nàng nước dầm bằng gái gian nan một mình một bóng nàng tìm mới nơi đây không có chuyện qua có trong gì và bầm thường qua tôi đây nước dầm bằng nàng tôi chỉ mong gặp anh của mình nơi già đàn cô say say ra chưa mỗi ngày đàn kia chị đang ngang nàng tên chi quê quan ở nơi đầu nàng đây lại cá phân bay lòng bông tạo ngựa cùng tham bất kỳ thân và giới thượng quan biết xin chị giúp giùm anh tình nữ đất nam quê ở đất nam và bên nàng tên gọi là chi tên gọi hờ nhật lan hồng sôi bờ này nàng kia ta cho phép nàng được ngẩng bụng lên để bổn sứ đây tận từng mỗi lẽ xin tuân lệnh hai hiền quân trời ơi hiền bồi hiền quân bồi ơi vẫn có gì khuyên bồi có sức sao sứ đây cho nàng đặt bụng dường mẹ cha mà lại một thân sông đất dòng nhà ở kìa sao cho nó bắt buồn rưng rưng dòng dòng lên hiền quân sao đã ba năm qua chẳng quay về nơi gia đã biết bao người nhớ thương chờ mong ngóng ngóng từ con xa nhà vô về sầu chứ bồi bây giờ quê nhà gia đàn ra sao hãy bao phân bày cho mình đồ đôi đầu cứ sao mắt nghe đây ngon làm lòng đây ngon ngắn đi quên quên lo bóng tình này được quay về mấy ấm này hiền mũi à tại sao hiền mũi của mình lặng lội với thằng lái trong dây hiền mũi còn gì đâu nữa anh ơi
đi chứ đã biết chuyện xảy ra. Mẹ ta, mẹ ta hiện giờ như thế nào thưa muội? Mẹ đã chết rồi Quỳnh ơi. Trời ơi, mẹ đã chết rồi. Trời ơi, nghe tin như sét đánh tan. Mẹ đã xa đi về cõi xa nào. Quỳnh nghe bàng hoàng đau xuống tâm can. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, bình tĩnh lại đi. Ba cùng em mơ trở lại gia đàn. Hậu môn đưa tiền mẹ phong cuối ra đi. Phải rồi, phải rồi, xuống rồi hiểu mối. Mối ấy vậy ta hãy quay về. Ở đây mà thỏ chế thưa ta. Hiền Quỳnh ơi, thời gian không còn kịp nữa. Phải, anh em ta mau chúc mà phong phê trở về với xưa thổ tâm cho mẹ lần sau cuối truyền trong má. Mời quân trong má. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.